Vậy là chỉ còn vài ngày nữa, năm con mòe 2023 sẽ qua đi, tiếp đón năm con rồng 2024. Chẳng biết là năm mới sẽ như thế nào, nhưng mà cái năm 2023 này nhiều biến động quá trời quá đất. Nào, hãy cùng xem anh em đã có những cảm nhận, những kỷ niệm hay sự yêu thích đặc biệt với chương trình Táo Quân năm nào nhé. Cảm ơn anh em vì đã ủng hộ video ngày này năm xưa rất nhiều. Và cũng nhân dịp Táo Quân năm nay có nhiều đổi mới, liệu anh em có đoán được rằng trong năm qua, những sự kiện, câu nói hot trend nào sẽ được các táo đưa lên sân khấu mổ xẻ hay là cà khịa không? Hôm nay, hãy cùng ngày này năm xưa ngược dòng quá khứ, gần hơn một chút để cùng nhìn lại và dự đoán xem trong chương trình Táo Quân năm nay, các táo chúng ta sẽ bắt trend như thế nào và cũng để ôn lại một năm đã qua luôn anh em nhé. Tất nhiên, đây là một clip mang thiên hướng vui vẻ, giải trí cuối năm. Anh em hãy chuẩn bị bong nước và một chỗ ngồi thật là êm đi nào. Chúng ta cùng bắt đầu thôi. Bạn thích chuyện trinh thám, bạn tò mò về những câu chuyện bí ẩn và một chút kinh dị, ly kỳ có thật ngoài đời mà hiện nay vẫn chưa có lời giải đáp. Hay đơn giản bạn muốn đẹp trai tài giỏi như Kudo Shinichi? Kênh YouTube Ngày Này Năm Xưa Kỳ Bí nơi đem đến những trải nghiệm và câu chuyện đáng sợ, kỳ lạ nhất trong lịch sử loài người. Có những quá khứ đen tối mà không phải người nào cũng muốn nhắc tới, có những câu chuyện đáng sợ mà không phải ai cũng muốn kể lại. Subscribe ngay Ngày Này Năm Xưa Kỳ Bí để cùng khám phá những câu chuyện, những sự thật dốc, dị, rộn, sợ nhất với chúng mình nhé! Flex đến hơi thở cuối cùng. Đầu tiên, nhắc đến cái trend làm cõi mạng điên đảo trong năm vừa qua phải là trend Flex. Đầu tiên chúng ta phải hiểu Flex ở đây nghĩa là gì? Thì theo cư dân mạng, Flex có nghĩa là khoe mẽ, khoe khoang về một cái gì đó của bản thân. Nếu anh em hay tham gia các mạng xã hội sẽ biết được rằng ai đã nâng tầm việc Flex lên một tầm cao mới rồi đấy. Bắt nguồn từ một nhà báo người Ý gốc Việt giấu tên cùng chiếc meme để đời tin chuẩn chứ anh, cùng với những màn khoe mẽ, những màn Flex vô cùng mượt mà và đẳng cấp đã khiến cư dân mạng được fan cười nghiêng cười ngả. Với những skill khoe mẽ vô cùng biến ảo, ví dụ như là không ai hỏi nhưng vẫn trả lời, người ta khen anh trông rất là chất, anh liền khoe ngay cái máy giặt rất xịn cùng với nhà 5 tầng ở khu đô thị đắt tiền. Người ta hỏi anh có biết tiếng Pháp không, anh liền trả lời là anh thành thạo tiếng Ý, biết giao tiếp bằng tiếng Tây Ban Nha. Còn về tiếng Pháp thì em hỏi người nhà anh nhá, họ nói thì cứ như người Paris bản xứ. Rồi là anh khoe đeo kính, mở ngoặc là kính của Italia, uống cà phê thì phải mở ngoặc là cà phê của Pháp. Nói chung là chúa tể flexing, ông hoàng khoe mẽ. Rồi cụm từ flex còn được nâng tầm hơn nữa khi có hẳn một group mang tên Flex đến hơi thở cuối cùng ra đời, với hàng triệu thành viên cùng hàng loạt những người nổi tiếng thi nhau vào để flex, chia sẻ năng lượng tích cực. Với độ nổi tiếng như vậy, không biết là táo nào sẽ là người flex đỉnh nhất anh em nhỉ? Những trend đồ ăn sớm nở chóng tàn. Nói đến trend về đồ ăn thì phải nói đến những món ăn cực kỳ hot khiến người người nhà nhà đổ xô đi ăn thử và trải nghiệm. Tiêu biểu như là gỏi gà măng cụt, bánh đồng xu phô mai, nào là trà chanh giã tay, vân vân và mây mây. Những món ăn đó gây sốt trên mạng xã hội khiến nhiều người nhà nhà cùng nhau đu trend mà ăn thử, giúp cho không ít người đổi đời vì bắt trend buôn bán những món ăn trên. Những clip, video triệu view cứ thế mà ra đời. Tuy nhiên, hệ lụy của những món ăn trendy này cũng không hề nhỏ khi mà chúng chỉ hot trong một thời gian rất ngắn, từ vài tuần cùng lắm đến một tháng, khiến cho những người kinh doanh mà bắt trend muộn sẽ bị thua lỗ nặng nề. Lần đầu tiên, trái thanh long có trong mì tôm. Mì thanh long, giai điệu này có quen không ạ? Đó chính là giai điệu đã ám ảnh cộng đồng mạng trong suốt một thời gian dài. Clip quảng cáo về món mì thanh long Kati viral khắp nơi, trên mọi nền tảng, khiến cho món mì tôm làm từ thanh long bỗng chốc được nhắc đến ở khắp mọi nơi. Chưa biết món mì này có ngon, có bổ hay không, nhưng về độ phủ sóng thì có lẽ nó là vô địch trong suốt cả năm 2023 rồi đấy. Những món ăn hot trend và những vấn đề xoay quanh nó liệu có được các táo đề cập, mổ xẻ hay không? Anh em hãy cùng chờ xem nhé! Concert Blackpink. Một sự kiện mà có lẽ không chỉ là fan K-pop mà cả Việt Nam đều biết và quan tâm đến, đó là việc Blackpink, nhóm nhạc nữ nổi tiếng bậc nhất đến Hà Nội để trình diễn. Vui thì có vui đấy, nhưng mà hàng loạt vấn đề xảy ra. Từ những tin đồn thất thiệt về việc hủy show, vấn đề giấy phép trình diễn, rồi những hàng dài fan hâm mộ, cả những cò mồi đi săn vé để bán lại với giá cao, hỏng thu lợi bất chính. Vé bị thổi giá lên trời rồi lại rớt giá thảm hại. Liệu câu chuyện nhức nhối này có được các táo đưa vào chương trình hay không? Đá qua một chút về mảng thể thao, có lẽ năm vừa qua là một năm không mấy khả quan khi mà đội tuyển bóng đá Việt Nam chúng ta trắng tay tại giải vô địch châu Á vừa rồi.
cùng với những lùm xùm về bộ môn thể dục dụng cụ, chuyện cắt phế tiền thưởng giải đấu với mỗi danh hiệu, mỗi tấm huy chương dần dần trên khắp các mặt báo. Nói đến ăn chặn thì không thể không nhắc đến vụ suất ăn 800 ngàn với 4 đĩa thức ăn sơ sài của các động viên bóng bàn trẻ tuổi, khiến cho cộng đồng không khỏi xót xa. Vụ việc bữa ăn 800 ngàn còn chưa nguôi, thì những bữa ăn còn tồi tệ hơn thế được phanh phui. Vụ việc 11 học sinh ăn 2 gói mì chan với cơm lại nổi lên dần dần trên khắp các mặt báo, các mạng xã hội. Những sự việc nhức nhối về ăn chặn, cắt xén kể trên có lẽ sẽ là những chủ đề vô cùng nóng và phần trăm cao sẽ được đưa vào chương trình Táo Quân năm nay. Anh em hãy cùng chờ xem nhé! Quay trở lại với bóng đá thì một sự kiện vô cùng hot ở Việt Nam vào thời gian qua đó là MV ca nhạc của một ca sĩ nổi tiếng người Việt có sự xuất hiện của huyền thoại Messi. Nghe thì rất đáng là tự hào, nhưng mà sau khi MV được đăng tải, hàng loạt drama lùm xùm xung quanh cậu ca sĩ trên được bóc ra. Nào là chuyện cậu sử dụng hình ảnh của Messi mà không xin phép, nào là lừa dối người giúp mình gặp Messi, nào là tố cáo người này sống bẩn, người kia sống sạch. Nói chung là từ một MV đáng lẽ ra là đem lại sự tự hào, thì chỉ sau một đêm, nó lại thành ra một câu chuyện hài hước là chủ đề để cả cõi mạng bình phẩm và ném đá. Bài hát này mà được các táo chế cháo lại thì nó vui phải biết đấy. Đúng nhận sai cãi. Đúng nhận sai cãi là một câu nói hot trend gây bão mạng xã hội đầu năm 2023. Nguồn gốc của câu nói này xuất phát từ cô đồng Trương Hương có cách xem bói đặc biệt bằng cách bổ cau. Cô hầu đồng này sau khi phán về gia cảnh hay chuyện quá khứ, tương lai của người đi xem bói thì thường sẽ bắt đầu bằng câu bổ quả cau này ra, rồi chốt hạ câu đúng nhận sai cãi, đúng nhận sai cãi cho tôi, nhằm diễn đạt ý nếu thầy cô phán đúng thì nhận, nói sai thì phản hồi lại. Tuy nhiên, người nghe luôn chưa kịp phản ứng vì cô nói nhanh đến chóng cả mặt. Ít ai đủ tỉnh táo để nhận định đúng sai. Nhiều idol TikTok đã cover lại câu nói này và biến tấu bằng cách bổ các loại quả khác nhau như là lê, mít, thanh long, nho để coi bói thay cho quả cau. À lôi là câu nói cảm thán đặc trưng của người Tây, có nghĩa là hả, ôi trời hoặc là u là trời. À lôi xuất hiện đầu tiên trong một clip TikTok ghi lại cảnh những anh chàng mặc trang phục dân tộc nói à lôi, à lôi. Sau đó từ này được chèn vào một bài hát cùng tên của rapper Double2T Bùi Xuân Trường. Bài hát à lôi nhanh chóng chiếm giữ được nhiều vị trí trên bảng xã hội âm nhạc và được nhiều bạn trẻ bắt chèn biến hình thành những chàng trai, cô gái trong trang phục dân tộc đẹp mắt, trở thành một trend cực kỳ viral giúp chị em tha hồ mà cắt giật giật. Chắc hẳn khi lướt mạng xã hội trong năm 2023, bạn sẽ không khó để bắt gặp cụm từ quên cha na. Quên cha na thực chất là tiếng Hàn, cụm từ này có nghĩa là không sao đâu, mình ổn mà, được sử dụng nhiều trong cuộc hội thoại hàng ngày của người Hàn Quốc. Tuy nhiên, hiện nay Gen Z sử dụng quên cha na theo nghĩa cam chịu với biểu cảm buồn bã, hiểu nôm na là không ổn lắm đâu. Cụm từ này liệu có được các táo đu chen hay không? Vẫn cứ là phải chờ 30 Tết anh em ạ. Và đó là những sự kiện, những trend, những câu nói mà ngày nay năm xưa đoán rằng nó sẽ được xuất hiện trong chương trình Táo Quân 2024 sắp tới. Anh em còn thấy thiếu cái trend nào, thiếu câu nói nổi tiếng nào, hãy nhanh tay comment xuống dưới để chúng ta cùng bàn luận nhé. Và như mọi khi, đừng quên để lại một like, một sub để ủng hộ ngày này năm xưa nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.